Xin chào anh em nhé. Trên tay mình hiện nay là chiếc Nokia X600, máy zin nguyên bản nguyên hộp, mới 100% chưa qua sử dụng. Thị trường nội địa Trung Quốc, Nokia sản xuất và phân phối chính hãng tại thị trường nội địa Trung Quốc nha anh em nhé. Đây mình mở cái này ra cho anh em dễ quan sát cái hộp. Cái này là cái dịch vụ OV của Nokia này. Đây, hộp còn rất là đẹp, không bị cấn móp hay là rách nha anh em nhé. Các cái góc cạnh vẫn còn đẹp. Hộp zin chuẩn. Hàng này mình cam kết 100% là hàng zin nguyên bản từ ngày xưa Nokia sản xuất cách đây 10 năm, là năm 2010-2011 đấy. Đấy, thì anh em được mang ra bất kỳ thợ cửa hàng điện thoại cổ, Nokia cổ hoặc những người nào chơi máy thì họ kiểm tra nhé. Hàng này là hàng nội địa Trung Quốc, thị trường Nokia nó bán chính hãng tại thị trường Trung Quốc nhé, chứ không phải là hàng dựng hàng thay vỏ anh em nhé. Những cái này chỉ có những người nào mà chơi máy, những người có chuyên môn thì người ta mới biết thôi. Đấy, email con này là 7791, phiên bản bộ nhớ là 8 GB, màu black, ngày sản xuất ngày 12 tháng 1 năm 2011, make by Nokia. Đấy, email là 7791, thì anh em so sánh email ở trong máy nhé. Nokia X600 8 GB này. Con này nó thiên về giải trí và chơi nhạc ấy, nên là mặt sau nó có một cái hình logo này, biểu tượng chơi nhạc này, loa kép. Đấy. Con này có hỗ trợ 3G và Wi-Fi nha anh em nhé. Có tính năng 3G và Wi-Fi nhé, chạy được tiếng Việt. Con này là nguyên gốc nó là tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng mình có chạy tiếng Việt cho anh em. Đấy, bên trong hộp là có đĩa DVD chạy room này. Đĩa DVD này. Nokia Connecting People này, DVD room này. Đấy, tất cả cái này nó đều khắc chìm nổi, mình sờ nó nổi nổi chữ lên này, nổi chữ lên này. Con này thì nói chung là cái đĩa này bây giờ thì để trưng bày theo máy thôi, chứ còn kiếm được cái ổ đĩa nó vừa như cái này thì khó lắm. Mà muốn chạy thì tốt nhất là chạy trên tool, trên máy tính, trên laptop thì nó dễ, nó nhanh hơn, kết nối cáp nó nhanh hơn là chạy bằng cái này. Đấy, máy đây, để sang bên tí review sau. Bên trong hộp thì có các cái phụ kiện này, tai nghe zin này, bản 8 GB, nên tai nghe con này là tai nghe zin theo máy. Cái tai này là tai của bản 8 GB này. Cái này là cái kẹp này. Đấy, nút bấm mic này. Tai zin cũng là tai mới 100% chưa qua sử dụng nha. Các cái nút cao su này để thay vào đây. Đấy, củ sạc zin, cáp sạc zin, cáp sạc chân kim nha anh em nhé. Nokia này, cáp này sạc ở trên ô tô rất là tiện lợi nhá, so với các những cái củ liền dây thì cái củ này tiện dụng hơn này, cáp này tiện dụng hơn này, cáp zin chuẩn. Tiếp nữa là cái cáp USB, cáp này là cáp kết nối máy tính để truyền dữ liệu hoặc là chạy phần mềm nhé, hoặc là làm cổng sạc được, cắm cái này vào máy là cũng là sạc được cho máy luôn. Thế sang bên này, thế này là cái bút, cái bút cảm ứng kiêm là que thuyết trình nhá anh em nhé. Đây, mở ra cho anh em xem. Đấy, mình mở đầu tiên đấy, mở nó bị cái vết rách như này, cái này là mình mở đầu tiên luôn đấy. Đây, cái bút này nó cũng có cái chữ Nokia ở trên cái bút này này. Cái này là vừa là cái bút vừa là que thuyết trình nhá. Đây, có thể kéo kéo ra hết, kéo ra các nấc này này, nó tạch vào cái này. Bây giờ là que kiểu mình thuyết trình ấy. Đấy, hoặc là nó là bút cảm ứng nó chỉ là cái phần bằng này nhá. Đây, anh em mà ấn cảm ứng thì ấn là cái phần bằng này, còn để nghiêng này không bấm được, nó rất là khó. Này chỉ cho có thôi, cái này đeo hình như máy, cái dây đeo này đeo vào máy. Cái này mình đã thử ở trên iPhone rồi nhá, cái này cảm ứng được trên cả iPhone nhá. Cái này là máy, là màn hình cảm ứng điện rung, và cái này là cái bút cảm ứng. Ok, tiếp theo là cục pin, pin zin theo máy BL5J này, pin zin chuẩn, tem xanh chuẩn này. Đấy, các cái phản quang đều rất là đẹp. Hàng pin lô thì cái nó không sáng xanh được bằng cái pin zin nha anh em nhé. Và đặc điểm nữa là cái pin zin này lúc nào nó cũng có cái ngày sản xuất ở đằng sau này này, 16 tháng 12 năm 2010, mỗi cục là ngày sản xuất khác nhau. Đấy,
pin zin chuẩn 100%. Không phải là zin chuẩn nghĩa là sao? Zin chuẩn nghĩa là do Nokia sản xuất chứ không phải là pin của bên ngoài sản xuất. Thì nó gọi là zin. Zin là những cái gì nó nguyên thủy từ ngày xưa của cái hãng đấy sản xuất. Ok nha anh em nha. Bên dưới thì sổ sách các loại, con này cũng nhiều sổ sách này, các cái dịch vụ game này, OV này. Đấy. Bên trong thì nó in màu mè, cái này cũng chả không đọc đến chả làm gì cả. Đấy, nhìn có vẻ rất là đẹp. Quảng cáo game giải trí. Nokia. Nokia đấy. Này toàn in màu hết đấy. Này máy zin chuẩn ngày xưa các anh chị nào nhìn nhìn sổ sách chuẩn là biết là máy chuẩn rồi. Đấy. Sổ sách nó có vậy thôi. Đây. Là máy X60 này. Con này thì nó là máy cảm ứng toàn phần anh em nhé, kiểu dáng rất là đẹp. Bản 8G cái hai cái viền này nó làm sáng. Cầm trên tay rất là vuông vắn, góc cạnh nhìn rất là đẹp. Con này thời năm 2010 2011 mới ra mắt, con này giá trên thị trường khoảng 11 đến 12 triệu. Bây giờ thì từ vài trăm nghìn đến vài triệu nếu mà hàng zin chuẩn sưu tầm. Máy cũ thì vài trăm nghìn, máy mới thì hơn 1 triệu, nhưng mà máy nguyên hộp như này thì hiếm, nên anh em nào mua thì liên hệ mình nhé. Con này là mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em nhé. Mặt trước của nó đang còn nguyên cái siêu cái dán màn hình này, một lớp ni lông dán màn hình này. Cái này là cái biểu tượng đa phương tiện, nhấn vào đây là nó ra các cái biểu tượng này. Đây là mình lắp pin vào. Đây, bên trong máy đây. Cách tháo mở máy này. Đấy, hướng dẫn lắp sim ở đây cũng có này. Đấy, cái này là cái thử nước quý tím. Hàng tem xanh nội địa Trung Quốc. Con này là cái tem này là tem kiểm định của Trung Quốc nhá. Con nào mà thị trường Trung Quốc thì nó sẽ có cái tem này, và máy này là máy zin chuẩn của Nokia 100%. Email là 7791. Đây, cái email lúc đầu mình quay đây 7791 187791. 187791. Ok. Đây cục pin này mình lắp pin vào này. Chỗ này là nó có cái biểu tượng dây đeo nhé, đeo dây vào đây xong ấn nắp vào. Lưng này. Lưng con này thì ấn xuống thôi. Bật nguồn. Con này là chạy hệ điều hành Symbian S60 của Nokia, là máy đầu tiên Nokia tích hợp màn hình cảm ứng điện rung nhá anh em nhá. Cảm ứng điện rung là gì? Là cảm ứng mình chạm bằng da, bằng tay ấy. Còn cảm ứng điện trở là mình chạm bằng lực. Nghĩa là ấn lực, không cần biết là ấn bằng móng tay hay ấn bằng đồ vật gì cả, nghĩa là ấn lực là nó sẽ nhận. Còn riêng con này nó chỉ cảm ứng bằng da thôi anh em nhé. Đây. Da người ấy. Đấy, máy lên rồi. Con này mình chạy sẵn tiếng Việt rồi nhá anh em nhé. Màn hình con này nó đang hơi lóa. Máy mới khởi động lên. Đây để mình setup, tí là mình setup cái độ sáng màn hình nó thấp xuống thì nhìn cái video nó dễ hơn. Đây hiển thị đây độ cảm biến ánh sáng đây. Cái này nó mới đang khởi động lên nên là nó hơi chậm, là mới mình mới khởi động lên mà. Đấy nhấn ok này. Đấy ok, giảm độ sáng xuống thì nhìn trên video nó sẽ nét hơn. Đấy. Màn hình nó hơi nháy nháy là do cái tần số quét của màn hình với camera nó không trùng nhau, nó nháy nhá. Bên ngoài màn hình này nhìn hoàn toàn bình thường nhá anh em nhá. Mặt sau của con này là nó có camera 5 chấm này, ống kính ca dài này, hai flash led. Camera 5 chấm rất là đẹp. Con này ra vào ngoài sáng thì cái kính này nó thành màu tím này, và cái viền này nó là 7 màu nhìn nó cũng rất là đẹp này. Logo Nokia bên dưới có chữ Nokia X600 này. Ở cạnh hông phải của nó là có nút tăng giảm âm lượng này, cần kéo để khóa, kéo khóa mở màn hình này, nút chụp ảnh nhanh này,
Mặt trước của nó là có camera trước này, loa ngoài à, loa trong này. Nút nghe từ chối cuộc gọi này, nút menu và đai nhiệm luôn, nhấn giữ ở đai nhiệm. X600, cái phím này là phím tắt này, anh em nhấn vào đây là nó sẽ ra các cái ứng dụng này, mình bóc cái này ra cho anh em xem này. Đây. Ấn vào đây là nó sẽ ra những cái đa nhiệm này, nhạc, ảnh, video, web. Đấy. Cạnh hông bên này thì nó có khe cổng, cái khe để cắm sim, sim là sim lớn nha anh em nhé, cắm sim lớn. Hai loa kép. Máy nó còn mới 100% nên các cái lưới của cái loa này nó vẫn mới, nó không có bụi bặm gì cả nha anh em nhé. Cạnh trên của nó là có nút nguồn này, cổng sạc chân kim này, cổng 3,5mm cắm tai nghe này, và cái cổng này là cổng USB chạy phần mềm mà truyền dữ liệu. Đấy. Máy nhìn hình thức rất là ok.